Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, nhu cầu sử dụng kit test cũng tăng. Nhiều người mua bán các bộ kit trên mạng xã hội. Lợi dụng tình hình này, hai thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi đã lên mạng rao bán kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua thông tin tố giác của người dân, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng xác minh làm rõ hai đối tượng là Hồ Văn Trí, 25 tuổi và Hồ Đắc Thắng, 26 tuổi, cùng trú tại tổ 23, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, hai thanh niên này mua sim rác, tạo các tài khoản Facebook ra bán kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 trên các trang mạng xã hội. Ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không chuyển hàng cho người mua, khóa tài khoản mạng xã hội, tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận đã thực hiện lừa đảo trót lọt 7 vụ, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử phải cảnh giác, xác định rõ địa chỉ người bán hàng và các chủng loại sản phẩm, không nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau, tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như thông tin cá nhân.